giấu vợ suốt 15 năm thần màn ảnh khiến khán giả ngỡ ngàng. Quang Sự sinh năm 1984 tại Thanh Hóa trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Mỗi ngày, anh đạp xe 17 km để theo học lớp dạy diễn viên ở Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Thanh Hóa. Khi thi vào trường sân khấu điện ảnh Hà Nội, Sự đăng ký ở ký túc xá. Hàng ngày, bởi được xem mọi người tập luyện, được các anh chị khóa trên hướng dẫn nên anh đã đổ ngay từ lần đầu. Hết năm nhất, anh được nhận học bổng ngành diễn xuất của chính phủ Hàn Quốc và đi du học. Mẹ của Sự đã phải vay nợ ngân hàng để lo cho Sự đi du học vì nghĩ đây là cơ hội để giúp gia đình giảm bớt gánh nặng kinh tế sau này. Do đó, áp lực đè nặng thêm lên vai Sự bởi chỉ cần có 3 điểm F trong một năm là sẽ bị trả về nước. Bởi vậy, có những ngày, Sự tập luyện từ tối đến 5,6 giờ sáng hôm sau rồi 9 giờ lại vào lớp học tiếp. Trong ba lô của anh luôn có quần áo, khăn mặt, bàn chải. Năm 3, Sự may mắn được tham gia dự án phim Hello Stranger của đạo diễn Kim Jong Hyun vào vai một người nhập cư bất hợp pháp, phim đạt giải của Hội điện ảnh Châu Á. Sau khi về nước, anh góp mặt trong nhiều dự án phim như Đầm Lầy Bạc, Bụi Đời Chợ Lớn, Vũ Điệu Giữa Bầy Sói, Hoa Hồng Giấy, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Về đời tư, Quang Sự sống kín tiếng đến mức cách hôn chục năm rồi mà không một ai biết. Mãi tới khi kỷ niệm 10 năm ngày cưới, anh chia sẻ bức ảnh anh và vợ lên Facebook thì khán giả mới biết. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Quang Sự còn có công ty hoạt động về lĩnh vực giải trí, sáng tạo nội dung quảng cáo. Trước đó, anh cũng từng làm về mảng thời trang, spa, thực phẩm.